Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Đó, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trên quay, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ. Em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, em. Chào bạn nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào á, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số ạ. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc á. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm vỡ bát đĩa lắm, nên là bây giờ gia đình cái đồ dùng trong gia đình của em á là toàn là đồ nhựa thôi. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À, rồi tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em hả? Lạ vậy ta. Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. Nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Đó. Hay rồi nha. Hay hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Dạ. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, bên đây có đàn sẵn luôn rồi. Em xin phép tặng bạn gái bài. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm chưa? À, bù qua bên đây. Được, được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Dạ. Đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn, thì tốt. Tốt vậy rồi. Bạn bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em nói nhanh hay chưa? Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là... Dạ. Bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe được không bạn? Cũng tạm được. Tạm được. Tạm được. Rồi, bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua ba mối tình rồi. Trời, một mối tình gì mà ba mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Một mối tình học cấp 3, còn hai mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu hai người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi. Nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái hai cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy. Bạn anh nghỉ thế bạn sau mới vô. Tao dễ sợ. Người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em cũng đang xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á, nên không để níu kéo tình yêu đó, nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên đi. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ. Bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam, nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á, nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè.
Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ, trên 1m68 chưa? Bạn mập mập một chút ạ, là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ, tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. À. Cậu đâu? Cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai đó. À, là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Mày cũng giống giống mà nha. Còn tiêu chí gì nữa không? Em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính anh lên lời. Chúc mượn giùm cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá. Khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm đấy, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi. Em không có khó tính. Được mọi người đánh giá dễ tính nhé. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90 được ký được không? Tôi vừa vặn được rồi anh. Ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi để tôi qua bên kia coi. Thôi tôi qua trước. Tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá. Anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được. Hoặc là phố đâu phù hợp thì sống. À. Mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Dạ, ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Em chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe ảnh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào? Em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dễ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen đâu, có dễ nữa. Dạ. Anh thấy hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô này dễ vậy trời. Rồi được. Được ha. Duyệt không? Duyệt. Bây giờ rồi. Cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Mình dạ. Cậu đi với ai nữa? Hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà là nội hay ngoại em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại, bà ngoại trước đi. Con chào. Chào ông. Dạ, chào ông. Chào ông ngoại, bà ngoại. Trời, ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn cái cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung. Nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi. Cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười không là ngoại. Hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào chị cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ dạ. thương. Cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi, em trai đi với em trai. Dạ, em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty. À. Dạ. Dạ, chào cô. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ, chào cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương. Hiền thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Đó. Cảm ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. À, cảm ơn. Cảm ơn. Tặng anh. Anh biết cây này cây gì không?
Ngọ. Đi giống Ngọc Ngân thì phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi là ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi. Tên ngọ. Ngọ với ngựa được á. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ. Trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Oh. À, cảm ơn em. Dạ. Thì anh có món quà tặng em là món quà anh tự làm. Dạ. Cảm ơn. Ủa? Anh ạ, rất là đẹp. Hoa đó em làm đó hả? Dạ dạ. Em làm sao ra hay vậy? Thì em gấp, học cái mạng gấp. Có tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày á. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cô trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy? Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, cái gì mới phù hợp rồi. Nhanh vậy, cặp làm như đó giờ là nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Là có duyên đó anh. Trời, hẹn hò sao? Thôi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim em? Dạ, có ạ. Thì chiều tối xem phim ha. Dạ, đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới rủ xem phim dạ liền đó. Em kẹt rồi vài bữa đi. Không? Em hỏi là dự định tương lai nè. Ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào hỏi để có ảnh sao hiểu không? Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh, có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Em về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho nó giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha? Em mong muốn điều gì? Nói một câu nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình đó. Nói sao mà để chốt hạ luôn đó. Mình hẹn hò nha. Không, phải nói sao anh cảm thấy như thế nào? Gặp em lần đầu anh thấy làm sao? Cảm thấy đầu thích rồi. Nói với cổ quá. Thôi mệt của nó thích quá rồi bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm nó chứ không nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1 bấm thấy không? Thấy không, tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời tự ra luôn rồi. Thôi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ đứa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi, thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mà xin phép em ơi. Không, ông má đàng hoàng. Hung mà làm gian ớt gì đó. Rồi nắm tay. Trời ơi, nắm chặt vô. Nè, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Đó với một cô dâu đi làm về mà túi nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm cơm nước cũng. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Cái hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Mời bạn nam. Đây rồi. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bà. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Chào chị Quyền Linh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn anh ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất và dây cáp.
ở Bình Dương. Đến từ đâu? À, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nho nhỏ. Thứ nhất á, là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì? Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua ngó nhỏ bạn thân cái bên rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo dắt ai giờ? Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu, bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty, chỉ thích quen người ngoài ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều, không có tiếp xúc nhiều người, nên giờ vẫn còn lập thân. Chưa có mối tình nào? Không có, dạ hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học, vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ lâu tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng 5 sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có ạ chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. 1m7? Dạ 1m7. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi dài 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ trời. Tính sao mà xa dữ vậy không biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp, anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chị em. Ngoài thị trường có dài độn 2 tóc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn thôi, nó hiện lên rồi hai sao. Hai lặn trội em. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Nói là coi coi rồi. Có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Lại tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Khó quá. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi, bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích rồi. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là bà nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Được. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Chịu nó quá. Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ kiểu gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi. Hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để kể cho ta nghe. Dạ. Không có đẩm vậy đâu. Có là nhiều người giờ đem dạ. Riêng tư mình đem Facebook. Dạ, Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? Rồi.
Ủa sao em nói chuyện vấp 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 vậy? Mình bị cà lóc. Nói một câu dài xíu coi. Lúc em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Vậy hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây ta nghe, ta hấp dẫn người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó quá. Khó quá, ta gái rồi khỏi quá. Ta có gì ta giấu chút lại giờ tụi nó có năm ngày có gì trơn á. Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó, tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó. Còn bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành. Dạ. Thằng nào? Bạn Thành dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó hai thằng đi học, bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tánh đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm, thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á, thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Yeah. Con có nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ, dạ, mình rồi sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe là mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu nhau. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sáng sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nên tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đó với một cô dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà, cơm nước cũng... Có làm, nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì... bố mẹ cũng dễ tính, lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Và là... Cài hàng. Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á, thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được. Nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn là được rồi. Thôi nha, ổn là thấy được rồi đó. Nào, để tay bước bấm đi bạn trai. Đồng. Bây giờ trước khi bấm thì cái gì vậy? Kiếm gì vậy? Đâu đây vậy? Nút sửa ghế hả? Nút đây là nút để đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó, nói gì một câu với mẹ. Chào bác, nếu mà bạn nữ mà
nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con. Chấp nhận như mình. Rồi. Suy nghĩ kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó. Bây giờ kêu đi. Chưa. Kêu rồi. Bấm rồi. Nè, bạn cái đó gái là sao chưa, vậy? Bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử coi. Em. Xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có hùng dạ. Bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Đó, không có đó sao. Xin để trước, em... xin trước, bây giờ xin trước đi rồi nữa không không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì bác không... Có dịp không? Dịp rồi. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là những chiếc lá xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu, nhậu, nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Oh my god. Wow. Mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Mời nhà trai. Hey. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. À, cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. À, em làm ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà làm công tác ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. À dạ, chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. À, em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. À, hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Alio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu, nhậu, nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn một xíu thôi. 12 lon hả hay 15 lon? À, tầm 40 lon ạ. 40 lon ạ. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sẽ ơi, sai. Trời ơi, chết rồi. Cả nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt. Nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Thật xấu của em bên đây là gì? À, chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chỉ hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. À. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà... cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm đang nấu cơm á, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá thì bạn ấy có một chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba thì em thấy là
bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. À, em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Oh, rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi, sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Xinh là được cái tốt nhất, mà không xinh thì cũng xinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi. Ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quyền Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Ừ. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á thì là trên á thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á thì mình nhân viên dưới mình á thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. À, là em trai đưa... có đây không? Dạ có kia. À cho anh dạ. Gặp em trai chút nữa. Nhà em thì là 4 anh chị em lận. Em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. À, phải lo dạ. Phụ với em trai này. Đúng rồi. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em thấy sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Chào bạn. Em chào anh. Em có món quà để tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao lại vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. À thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, rồi. Rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán với Hòa 7 năm, tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Đúng. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Tôi có ấy kiểm tra răng coi được. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt.
Và lại anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ yeah. không, anh thấy em nói sai sai. Sai sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào để nắm tay Tay được, bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại mình được hôn bạn được không? Đấy. Dễ thương lắm. Chim có bông hay là chim chim thiệt nha? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ. Thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết luôn chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm mà anh không để cho chết rồi. Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu, lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và các khán giả. Em tên là Đào Hình Trung, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em dạy em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Ở Vĩnh Long dễ thương quá, trời quá đất luôn. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, sao nói vậy đi chứ? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi, khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy. Hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, nhưng tuần, hai tuần, tháng nhậu. Trong xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì, môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Trời, đá bóng luôn hả? Khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều quá chị. Dạ em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên lắm. Nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Thì cũng hay quên lắm. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình, hiền hòa, không có xe xua, không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng. Nói chung người Việt Nam mình cứ tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết thôi. Dạ không, xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn quá nhìn nó ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú, đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có tài năng gì không? Em thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Không hát thì hát dở, nói chung thì... Cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi, đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hát được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Có hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch vậy? Do anh đèn cái pha mới vô. Mới đi làm về luôn hả? Có tắm chưa? Dạ có rồi. Ừ, cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm cái gì? Thì tặng bạn gái. À tặng. Dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp đàn trai quá, đàn trai cũng ngon lắm chứ mà luận giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn chim có gì đẹp ngon, nữa. Có con chim này. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được.
chim có bông hay là chim chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ. Thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết tôi chim ảnh nha. Dạ chim thiệt em năng niu lắm mà anh không để cho chết rồi. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân rất ghế gì á. Em không thích người ở dơ. Em không thích người để móng tay dài. Dạ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá gì đừng thấy gì. Dạ ta làm công trình mà. Hỏi nữa hả? Ủa sao mà cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đến ta hay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Nãy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Chứ tự nhiên của họ mà chứ tự nhiên đó cái anh bên đó mặc mới người ta nhuộm tóc anh không thích. Đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích liền chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Còn đen thì em chắc cái đen này hết rồi đó, hết phần đen đó. Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Rồi mình cũng nghe ý kiến người thân hết trơn nè ha. Bây giờ giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng tặng chim cũng lạ. Sao ta? Dạ, bạn hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình vậy đây. Mình là trả chim lại à? Tự tin lên. Lấy vợ mà mình. Em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là quật ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính á. Tại vì tính em cũng hơi nóng tính. Nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi. Còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái mết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi hết nóng mình về. Rồi mọi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất thật xinh và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa không? Thì hết không biết nói nữa. Anh em tự nhiên qua đâu bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không thường á, yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? Dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bóng hơi chồng. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc. Cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí . Tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, sanh con có cái luôn rồi, và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi chúc mừng hai bạn nhé. Em lúc trước em học đại học y dược và em đã cũng đã tốt nghiệp y dược rồi, nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng dễ nhìn sáng láng là được. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Mời sự xuất hiện của nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Em chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1994. Dạ hiện thì em đang làm về công việc hành chính tự do. Em lúc trước em học đại học y dược. Dạ em đã cũng đã tốt nghiệp y dược rồi, nhưng mà chắc là em
chưa có duyên với ngành y. Tùng là quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu anh Linh. Vũng Tàu, bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân và bạn nam phía bên kia luôn ạ. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ, con vừa tròn 23 cái xuân xanh. 23 tuổi. Và hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là con đang du học ở bên Canada. Dạ, và con rồi về Việt Nam về Việt Nam để tránh dịch đúng không? Về lâu chưa con? Tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú. À năm hả, tụi nó mới về. Rồi mới là về năm cuối. Dạ, đang là sinh viên năm cuối. Mà giờ mình quyết định là mình hẹn hò luôn. Tại ba mẹ cũng nhã ý từ hồi con ở bên bển rồi. Con về đây thì con cũng coi chương trình mình, con thấy chương trình mình cũng nhân văn, con cũng thích. Con thích cho nên là con muốn có cơ hội có thêm bạn bè. Rồi vậy con nói luôn về mình đi, về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Con khá biết quan tâm tới người khác, chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Còn bạn nam? Điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu, rất là quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của em á, thì em hay giở dây thun anh à. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích người phụ nữ quá là càm ràm. Một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2 đến 3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không bản sao tính đâu gì? Rồi em sẽ nhưng nói mà... tới lần thứ 5, thứ 6, 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không càm ràm vậy đó mà. Dạ. Để cô bảo vệ con. Dạ. Con có bị càm ràm không? Dạ không à. Không hả? Dạ. Con càm ràm cũng được, không có sao. Chào con, 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi, xưng con luôn đi. Tại vì nhỏ chào... gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ, rồi bé 23 tuổi, hôm nay nó gọi là cô rồi. Dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng á, hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn á, hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó. Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đằng trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada. Cũng học bác sĩ ra. Đẹp gái, bên đây cao, bên đây dáng cũng như người mẫu. Du học, bộ. Du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam. Đại học y dược. Dạ, đó, chào chú. À, chào con. Con cao mét bao nhiêu con nói cho dạ, chú hết con hồn. Cao khoảng 1m7. Mét 7 đó. Mét 7 ha. Đó. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Đó, vậy là con ok hơn là rồi. Được rồi. Ừ. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Ừ. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Bây vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì nắm tay tôi. Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao không lèm bèm được đúng càm không mọi người? Lắm luôn thì đó, tại vì chưa đúng là phải càm ràm. Chưa thấy bà mối nào mà càm ràm từ sáng chừng đến nào chiều tối. Mà người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại đúng không? Cho nên là không phải tự dưng người ta càm ràm. Rồi bây giờ con sẽ giới thiệu những cái gì chú mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. Không quá mặn, với lại không có râu, dễ nhìn sáng láng là được. Sao bên đây đẹp trai sủa, dạ. Tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè, dạ. Cao 1m7 hơn con. Dạ. Rồi con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng. Xin thưa em không bao giờ hút thuốc, em không thích hút thuốc. Và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ gói thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ, tính em rất là thoải mái, không có kiểu gia trưởng em phải thế này, em phải thế kia. Cái này là mình có sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình? Mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca Diva Mariah Carey đó. Không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu. Ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy. Đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí. Đúng dạ không? Đúng rồi. Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Cháu nó đi du học là mấy năm rồi, mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ không có yêu đương vớ vẩn. Lý do sao 23 tuổi xinh đẹp và chưa có tình yêu hả con? Ta đi qua bển ta học chứ ta qua bển để yêu hả? Xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Em gái xinh đẹp ơi, thì tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? Em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp nữa anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ.
Có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không? Con nói là con chưa yêu ai nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Tại vì lúc đó là con học không có tốt cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em có hai mối tình, mà một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn, em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến. Đi chơi mà cứ bấm điện thoại, lướt Facebook rồi nghe nhạc này nọ kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Dạ. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi ý người thân cái nữa. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con. Ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi chào nhà gái. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào hai MC rất dễ thương. Và xin chào bạn trai. Dạ chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng. Đây là bà xã tôi. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên không phải bằng họ mà là do mai mối. Mai mối. Nên tôi rất thích chương trình nhân văn này. Tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Đối với coi đi coi lại rất là nhiều lần. Là rất là thích. Bé về một năm nay thì tôi động viên khuyên nhủ nó nguyên gần một năm nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì tôi thấy là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác và phụ huynh là ngại, rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia, nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy. Nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã kết duyên xa duyên cho vợ chồng tôi qua cái chuyện mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội, nhưng mà bạn thì có một chút thông minh. À, sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn giống như bạn trai này, là có cái gì thẳng thắn nói ngay, nói liền và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy là không để bụng không để gì hết. Khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm, nào là hậu đậu nè, tồ nè, nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, hung dữ. Đừng cưng quá đó phải không? Dạ. Đúng rồi. Rồi hơi ích kỷ và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Siêu ngủ muộn chứ không phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giờ. Là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi. Có những hôm con thức tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một mình nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng hả. Thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ thiệt. Thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó, nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà, hối mới hoài. 23 dạ. Thôi mà. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok, con mặt nhân hậu. Dạ, cảm ơn chú. Đẹp trai ngang ngửa với chú. À. Cùng tên với chú. Nhưng mà có một điều này nè, là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái chú, hai đứa gái giống anh Nguyễn Linh nè. Dạ vâng. Nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á, là sau khi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Khùng của chú. Dám nhậu cùng chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận á, thì con sẽ theo đội của mình. Dạ. Rồi bên đó đi với ai con? Dạ, con đang đi với anh họ của con ạ, anh Khánh ạ. Đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này. Về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay. Anh chỉ nói vậy thôi. Câu này hay nè. Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cái thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. À, đứng lên đi con.
Em chào anh. À, chào em. À, hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê tặng cho em. Dạ, em cảm ơn mời anh. Mời em ăn thử. À, bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi, bánh đậu xanh. Rồi, cảm ơn anh. Tự nhiên anh rồi, đâu, dạ, không ai thấy đâu. Không, nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow, rất là đẹp nha mọi người. Đâu đâu, cầm, là... cầm một con lên đi, dạ. Cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết dạ, một thông điệp về cuộc sống. Đó, đẹp ghê á. Con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi, cả hạt, cả tim đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con nhưng mà à, em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em. Kìa rất là nhiều. Tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng em Hạ một bài hát. Just can't say you don't even know how I'm alive. This is war gone by. Don't care to see me cry. And here I am still holding on. You can't say my voice gone. No, no. Even though I try, I can't let go. Something in your heart captured my soul. And every night on see you in my dream. Trời ơi, anh hát hay quá à. Giờ tới em. Dạ, không, hát hay chưa tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ, hôm nay anh hát chưa em tốt. Hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guide and star. It's season. Take me to your heart. Cảm ơn. Rất đẹp đôi. Đúng quá hả con? Thôi bây giờ dạ, các bạn về vị trí ngồi đi. Chúng ta trò chuyện. Cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương. Dạ, giọng nói rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó, dạ, thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó. Dạ. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ, em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Thời đại 4.0 này dạ, rất là dễ dàng kết nối. Dạ, nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy, cái sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ, tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất dạ, thì rất là trung thành mà đúng không mọi người? Dạ, dạ. Gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Chứ ba không... em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á, cho nên là ba em con... muốn bắt rễ. Chứ lại về để có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận, cho nên là ba em đang là hoa khô trong nhà anh. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp. Và cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Dương suy. Dạ, dạ. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi. Tại sao dạ, em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Dạ. Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Bởi cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Detox không khí từ trong ra ngoài. Trẻ là vậy, hiện đại là vậy đó. Yeah. Nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không có thích. Có rào trước đó sao? Hãy để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha.
Nào hãy nắm tay và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Dạ, con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi, hai bác gật đầu rồi đó. Dạ. Xin hai bác luôn đi con, hôn nụ hôn đầu tiên á. Dạ, con xin phép hôn nụ hôn đầu tiên ạ. Rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Hãy cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này. Cho dù xa hay gần gì, quan trọng là yêu thương nhau là được. Dạ. Cao hơn em từ 6 lần trở lên. Có muối càng tốt. Nghĩ sao có muối thì em thích, 6 muối càng tốt. 3 vòng ổn định. Cái gì? 3 vòng ổn định ạ. 3 vòng ổn định. 90, 60, 90 ạ. Rồi, mời em gái. Rồi, bằng Nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrain Biên Hòa. Và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy toán trí tuệ, toán tư duy. Mà đối tượng của mình là... các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỹ thuật trưởng vô tuyến điện tử ở 97 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền, ngoan rồi... Hiền, ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn em nói. Đa số nhận xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke. Nói chung là hát cũng được. Thích chứ... hát? Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm. Vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói. Với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi nhạt. Em nói là nhạt. Đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng em, rồi. Đâu có được vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì. Say du 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 gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ, ưu điểm của em là thích thể thao. Thể thao. Ca hát. Ca hát luôn. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương luôn một chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá. Từng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đời không như mơ, anh vẫn mong chờ. Vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tử tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu. Bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới. Vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương. Bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn lại. Hả? Bừa bộn. Có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa?
À, khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động mà ba phải. À, nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để câu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thông thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là nhà ba mẹ biết không? Dạ không. Vậy cho ba mẹ khó rồi gửi ba mẹ la sao? À, dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? À lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ yêu đơn phương thôi chứ không phải gì. À yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà thì không dám tỏ tình hay sao? Không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? À, dạ được luôn. Miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội á, là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có múi hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có múi không? Có múi không? 4 múi đó chị ạ. Hả? 4 múi. 4 múi hả? Ráng tập cho thành 6 múi nha. Chiều cao, cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó là ổn định có gì đâu. Chị cao thì 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương. Không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn, không ăn chơi nhảy múa ạ. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng cô ấy muốn khi nào ạ? Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết sao em biết? Em chưa quen ai, em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ em chưa. Một cái nét đẹp dễ thương hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha, giống như Kim Song Dong vậy đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương, đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh, em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi á hả? Dạ sinh đôi. Rồi nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm, chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngòi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không?
Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương, ok chị ơi. Giờ đó, tưởng tượng với con kia thế nào? Chắc rất xinh xắn. Rất xinh đúng không? Rất xinh đấy. Em đi với ai? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Đây, đây em có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi. Thì anh có phiền đến cái đó không? Không, cái chuyện đấy thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai và cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ, cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp. Nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói. Thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao. Nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. Bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Bây giờ chị cho anh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em có không? Có muối nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ, em kiểm có muối nào chưa. Rờ mần mần mờ, cứ kỹ vô coi mấy muối đó chồng. Rồng lên, ra muối coi. Có muối nào không? Dạ, cũng có đó chị. Có không, có dạ, không? Dạ, có. Để được chưa em? Dạ, được. Cơ bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À dạ, thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ, thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh Thắng này to to không? Em thấy là chắc được đủ size rồi. Kiểm tra mông không? Kiểm tra mông không? Cứ lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Thì là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Thắng thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắt lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. làm lại, nghe coi, nghe coi, làm lại. Quan điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho mình, tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ.
Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn là có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai cả gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Em... cười hoài vậy? Giờ em không biết nói cái câu gì hơn. Không nói gì hết hả? Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái máy, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật của cô ấy. Ăn sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Ừ. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, mà đứng nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5:30 sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm? Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? À, nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tỏa nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ em cũng thích người thổi sáo. Còn anh thì sao? Không, lần đầu tiên thì anh có thể nhìn qua em. Tài rồi giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hả? Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. À, cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Nói không nói là làm mới quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Em run quá. Run quá hả? Dạ. Mùi vị như thế nào? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Đẹp lắm luôn đó. Chúc mừng các bạn. À, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ nhận được món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện này, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù cho hai bạn có ở xa cách mấy cũng giống như là đối phương đang ngồi trước mặt của mình. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào Thắng, đừng buông ra.